Xin mời cả lớp chúng ta đứng lên nhé. Cả lớp chúng ta đứng lên. Hôm nay mình sẽ tập thiên về các động tác liên quan thể lực khá là nhiều để các bài tập liên quan siết cơ. Cả lớp chúng ta đứng lên để bước vào phần khởi động. Hai tay đan lại, xoay khớp cổ tay và cổ chân. Từ bên nào, xoay cổ chân bên phải. Thôi, hai tay chống lên hông, nghiêng đầu sang hai bên. Cùi trước sau, gập xuống ngửa lên. Thôi, chúng ta vung tay nào. Vung chạm ngón tay vào giọng. Vung lên trên. Ở đây ngược lên. Thu tay lại. Nào xoay người. Bước dòng hai chân, chúng ta xoay ngửa lên. Thôi, chúng ta đứng lên. Xoay hông. Xoay ngược lại. Xoay khớp gối, đỡ trùng chân xuống. Hạ thấp mông xuống. Xoay ngược lại. Chụp sát hai chân này, cái đầu xoay là chụp sát hai chân này. Đảo chiều. Thôi, chúng ta đứng lên. Hai tay đan này, cúi đầu xuống. Hít thở chậm. Chúng ta buông tay bên phải ra, nghiêng đầu sang bên trái. Đẩy ngược lên.
đôi bên. Nó buông tay, xoay đầu sang bên trái. Đôi bên nào. Thôi, tay phải để ngang ngực, chú khiểu tay trái lên, hơi mím chặt môi lại một chút, để căng ra cổ lên trên. Rồi, chú sát hai chân này, hai tay đan, vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trần. Đẩy ngược lên. Bước dòng hai chân, tay phải kéo khuỷu tay trái vào sau đầu. Đổi tay. Rồi, hạ tay xuống. Chúng ta bước rộng hai chân, xoay bàn chân trái sang bên trái. Tay phải vừa lên, nghiêng người sang bên trái. Là gầy căng tay bên phải. Là tay bên trên chúng ta áp sát mang tay. Chị Kiều Vân tay sát mang tay. Hạ tay xuống. Đôi bên. Là đẩy ngược lên, chúng ta hơi xoay vai lên trên để kéo giãn toàn bộ sườn bên trên. Rồi gập trước hai bàn chân song song, dưới thẳng lưng để lưng chúng ta song song với sàn nữa. Tùy độ dẻo mỗi người, chúng ta chùm tay xuống. Cổ Phương Hà rộng chân. Chị Kiều Vân thẳng lưng. Thẳng lưng. Bình tĩnh thôi. Chị Thanh Tâm thì thẳng gối ra. Hai tay nắm cổ chân bên trái để kéo giãn toàn bộ chân bên trái. Cái mũi chân chúng ta xoay bên trong nhé. Đổi bên. Hít thở chậm này. Đè hông, xoay người sang bên phải. Hạ gối trái xuống. Hai tay đặt lên đầu gối chân phải. Hạ thấp mông xuống. Kéo giãn toàn bộ mặt đùi chân bên trái.
nó đôi bên, nó xoay người lại. Chúng ta xoay úp cái mặt đùi chân phải xuống. Cái cẳng chân trái đằng trước nó vuông góc với sàn. Và chấm tay phải xuống. Dừng bàn chân phải lên. Xoay người sang bên phải. Thì thế đè ngang. Chúng ta bước rộng hai chân rồi đã. Chùng gối chân bên trái xuống. Từ từ chùng gối chân trái xuống. Cái cảm giác căng hết toàn bộ vùng khớp háng. Là giữ cho lưng của mình song song với sàn nhé. Đổi bên. Là chúng ta hơi xoay người sang bên chân đang duỗi. Không ngồi lên gót chân đâu. Của chị Thanh Nguyên đúng rồi đây. Cứ giữ nguyên thôi. Rồi vặn mình. Một tay chống một gối. Một tay một chống một gối. Hạ thấp hông xuống. Xoay vặn người sang bên trái. Nhìn về sau. Rồi bên xoay bên phải. Thôi xoay lại. Và chúng ta đứng lên. Để cổ chân bên trái. Nhấn mũi chân chân trái xuống. Từ bên. Cái cẳng chân chạm hết má ngoài chân phải xuống thảm. Là từ bên. Thôi. Và chúng ta bước về đầu thẳm để thực hiện bài chào mặt trời B nhé. Là bước về một đầu thẳm. Chúng ta đứng cách thảm tầm 30 cm. Hai chân chụm sát lại. Con chân cái chạm sát vào nhau. Nào chuẩn bị. Hai tay chắp lại trước ngực. Ngón tay cong ngang với cằm. Bàn tay cách xa ngực ra tầm một gang. Hạ thấp hai khuỷu tay xuống. Nào bắt đầu. Hít vào hạ tay xuống. Hai tay ra ngang vừa lên. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Tư thế mạnh mẽ. Thở ra chồng ngồi xuống. Đẩy lồng ngực về trước. Vươn tay về sau. Hít vào đứng lên. Đứng thẳng lên. Thở ra vươn dài người về trước. Gập người xuống. Hai tay giữ bắp chân hoặc cổ chân. Kéo người xuống. Hít vào buông tay ra khỏi chân. Cúi đầu xuống.
Thở ra, cứ thế tay chân, chống tay ngang ngón chân, đẩy ngược lên. Cứ thế tấm ván, hít vào bước lùi hai chân về sau. Tấm ván. Siết gồng cứng cơ bụng, từ từ nằm xuống. Thở ra, giữ mũi chân, giữ nguyên, hít vào, nén hờ gồng cơ lưng, đẩy lên tư thế con rắn, đẩy lồng ngực về trước, chụm nhẹ khuỷu tay xuống nhé. Gật lại, dừng bàn chân, siết cơ bụng, nâng lên tư thế chó dưới mình. Thở ra, hai bàn chân song song. Hít vào, bước chân bên trái lên dưới bàn tay trái. Tư thế chiến binh một, từ từ đứng lên nào. Hai tay ra ngang vươn lên. Thở ra, vươn tay về sau đầu. Siết cơ đầu chân phải lại. Hít vào, hạ tay xuống. Chống tay xuống thẳm, gồng cơ bụng. Bước lùi lại tấm ván. Nào, giữ tấm ván một chút đã. Chắc bàn tay nhé. Từ từ hạ xuống, nằm xuống. Thở ra. Giữ nguyên, hít vào. Gồng cơ bụng, đẩy lên con rắn. Nhớ gồng ở cơ lưng nhé. Gật lại, dừng bàn chân, siết xong cơ bụng, rồi nâng lên. Thở ra, tư thế chó dưới mình. À, hai bàn chân song song. Để cao mông lên. Đùi chân. Hít vào, bước chân phải lên dưới bàn tay phải. Từ từ đứng lên. Bước ngắn chân thôi. Hai tay vươn lên. Thở ra, vươn tay về sau. Hít vào, hạ tay xuống. Và chống tay xuống thẳm. Gồng cơ bụng. Bước lùi chân phải. Từ từ nằm xuống. À, chậm thôi, chậm thôi. Thở ra. Dưới mũi chân nào. Giữ nguyên, hít vào. Nén thở, đẩy lên con rắn. Đẩy ngược lên. Gật lại, dừng bàn chân. Siết cứng cơ bụng. Nâng lên. Thở ra, tư thế chó dưới mình. Điều chỉnh nhá, hai bàn chân song song. Hít vào, bước hai chân lên gần vào tay. Rút cao tay lên gối. Rút thẳng cột sống lưng song song với sàn. Phương Hà, đẩy ngược lên. Thở ra, trượt tay xuống cổ chân. Kéo người xuống. Hít vào, buông tay ra khỏi chân. Buông thả lỏng tay, cúi hàm đầu xuống. Thở ra, cứ để tay chân, chống ngón tay ngang ngón chân, đẩy ngược lên nào. Hít vào, đứng lên. Đứng lên. Hai tay ra ngang vươn lên. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, cứ để mạnh mẽ, chung gối xuống, đẩy căng lồng ngực về trước, vươn tay về sau. Hít vào, đứng lên. Thở ra, hai tay chắp lại trước ngực, ngón tay cao ngang với cằm. Hít thở trầm. Chúng ta lặp lại nhé. Hít vào, hạ tay xuống,
đẩy ngược lên, hai tay vươn tư thế mạnh mẽ, thở ra trùng gối, đẩy căng lồng ngực về trước, vươn tay về sau, hít vào đứng lên, nào đứng thẳng lên, thở ra vươn dài về trước, vươn dài cổ sống, gập người xuống, hai tay giữ cổ chân. Hít vào buông tay ra khỏi chân, thả lỏng vai, cúi đầu xuống. Thở ra, tư thế tay chân, chùm ngón tay ngang ngón chân, đẩy ngực lên. Chị Hương Nguyễn, cúi đầu xuống chút. Đúng rồi. Hít vào tầm ván, bước lùi hai chân, nào tách đều ngón tay nhé, gồng cứng bàn tay, gồng cơ bụng hạ xuống. Nào chậm thôi, chậm thôi. Thở ra, khép kiểu tay lại, giữ nguyên, hít vào, nén thở đẩy lên, nào đẩy ngược lên. Cái vai và mang tay cách xa nhau ra, gật lại dừng bàn chân, gồng cơ bụng nâng lên, thở ra thì để chó dưới mình. Ai làm tốt chúng ta ghì gót chân xuống nhé. Chiến binh một, hít vào bước chân trái lên dưới bàn tay trái, bàn chân phải chúng ta chạm xuống, đứng lên, hai tay vươn, thật ra vươn tay về sau, nào siết cái đùi chân phải lại, hít vào hạ tay xuống, chống tay xuống hầm, gồng cơ bụng, bước lùi lại, từ từ nằm xuống, nào chậm thôi, chậm thôi. Thở ra, giữ mũi chân, giữ nguyên, hít vào, nén thở đẩy lên, đẩy ngược lên, gật lại dừng bàn chân, siết cơ bụng nâng lên, thở ra thì để chó dưới mình, là tách đều ngón tay ra cho đỡ chân tay. Hít vào bước chân bên phải lên dưới bàn tay phải, từ từ đứng lên, là bàn chân sau chạm xuống nào, hai tay vươn, thở ra vươn tay về sau, thích cái đùi chân trái nhé, hít vào hạ tay xuống, chống tay xuống thảm, gồng cơ bụng, bước lùi chân phải. À, từ từ nằm xuống, thở ra, dưng nguyên, hít vào, nén thở đẩy lên, tư thế con rắn, chú ý đừng dồn vào thắt lưng nhé, chùm nhẹ khuỷu tay xuống, gật lại dừng bàn chân, xích cơ bụng nâng lên, thở ra để cao mông lên, hai bàn chân song song, hít vào, thả bước lên, rút cao tay lên đầu gối, đẩy thẳng cột sống lưng đã, nào đẩy ngược lên, đẩy ngược lên, thở ra trượt tay sâu xuống cổ chân. Mỗi lần chúng ta kéo xuống một chút. Hít vào buông, thả lỏng hai tay, thả lỏng mềm người ra. Thở ra tư thế tay chân, chùm ngón tay ngang ngón chân, đẩy ngược lên. Hít vào đứng lên,
hai tay dang ngang vươn lên, hoặc cánh tay song song. Thở ra, tư thế mạnh mẽ, trùng gối đầy ngực về trước, và vươn tay về sau. Hít vào đứng lên. Thở ra, hai tay chắp lại trước ngực. Ngón tay cao ngang với cằm. Giữ nguyên động tác. Hít thở chậm lại. Thả lỏng hai vai. Hít thở chậm. Từ từ hạ tay xuống. Tới bước rộng hai chân. Hai chân song song, bước rộng bằng vai. Nào, hai bàn chân song song. Có thể xoay ngang để nhìn màn hình được. Hít vào, hai tay đặt lại trước mặt. Thở ra, vươn, lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Đẩy căng tay. Giữ nguyên, hít thở chậm. Thả lỏng chán. Lòng chán là nâng tiếp các đầu ngón chân lên, các đầu ngón chân nhé, và siết toàn bộ cơ đùi lại. Siết toàn bộ cơ đùi lại. Vươn tay về sau. Thả lỏng vai và cổ. Chú ý cái bắp tay nó không chạm mang tay đâu, vẫn tạo ra một cái khoảng trống hai bên cổ của mình. Từ từ chung tay, hạ tay xuống. Hít vào, hai tay đan lại sau lưng. Hai tay đan lại sau lưng. Thở ra đẩy căng, lồng ngược về trước. Giữ cái động tác. Hít thở chậm, hơi nâng ngực lên một chút và nhìn chéo lên trên. Nếu có thể chúng ta nắm chặt lòng bàn tay lại. Và từ từ buông tay ra nào. Buông tay. Hai bàn chân vẫn song song. Thì đến nghiêng mình, kết hợp với hơi thở, hít nén thở nhé. Hít vào, hai tay vươn lên, hai tay đan lại, đẩy ngực lên, siết cơ bụng, nén thở nghiêng sang bên trái. Nào, xoay đầu nhìn lên trên. Tiếp tục gồng cơ bụng, nâng người lên, đứng thẳng lên, thở ra. Giữ nguyên nào. Hít vào đã. Nén thở gồng bụng. Nghe bên phải. Xoay đầu nhìn lên trên. Gồng cơ bụng. Đứng lên. Thở ra. Tiếp tục nào. Giữ nguyên hít vào. Gồng cơ bụng. Nén thở nghiêng trái. Nhìn lên trên. Vươn tay về sau. Vươn tay về sau. Gồng cơ bụng. Đứng lên. Thở ra. Chú ý cái tay ấy, nó tạo ra khoảng trống hai mang tay nhé. Giữ nguyên hít vào. Vươn tay về sau. Gồng cơ bụng nghiêng phải. Nâng lên. Thở ra. Nào, cố lên nào. Giữ nguyên hít vào, vươn tay về sau, gồng cơ bụng, bên trái. Nhìn lên trên nào, đừng nhìn xuống đất nhé. Gồng cơ bụng, đứng lên, thở ra. Hà tiếp tục, hít vào, vươn tay về sau đầu đó. Nén thở gồng bụng, nghiêng bên phải.
nhìn lên trên, siết cứng cơ bụng đứng dậy, thở ra. Ai mỏi tay không? Thả lỏng tay cái. 3 vòng nữa nhé. Là tiếp tục luôn. Hít vào, hai tay vươn lên, đặt lại đẩy ngược lên, nén thở gồng bụng nghiêng bên trái, nào gồng cơ bụng, đầu nhìn lên trên, đứng lên, thở ra, thở giữ nguyên, hít vào xong đã, gồng cơ bụng, nén thở nghiêng phải. Đứng lên, thở ra, là 2 vòng nữa. Hít vào, là vươn tay về sau đầu đó. Gồng cơ bụng lên trái. Để căng tay. Đứng lên, thở ra. Tiếp tục nào. Hít vào, vươn tay về sau đầu. Gồng cơ bụng nghiêng phải. Xoay nhìn lên trên. Đứng lên. Thở ra. Vòng cuối nha. Hít vào. Nén thở, vươn tay về sau. Nghiêng bên trái. Gồng cơ bụng. Đứng lên nào. Thở ra, nốt bên này, nốt bên. Rồi hít vào, vươn tay về sau đầu đã. Nén thở gồng bụng, nghiêng bên phải. Đứng lên. Thở ra, hạ tay xuống. Hơi thả lỏng tay một chút. Lắc 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 nhẹ tay. Chị Đỗ Thanh Tâm đi đâu rồi? Rồi, động tác tiếp theo này là chúng ta bước rộng hai chân. Chúng ta bước rộng hai chân làm sao tạo thành khớp háng. Cái háng mình tạo thành hông vuông ấy. Là rộng rộng chân đi. Thì điều chỉnh nhá. Rồi, xoay bàn chân trái sang bên trái một góc 90 độ. Quan sát cách thực hiện này. Chúng ta sẽ hít vào với hai tay tiếp tục vươn lên. Gối trái sẽ trùng xuống. Chú ý chỉnh chân trái nhé. Cái đầu gối nó sẽ hướng thẳng theo hướng bàn chân. Và nó vuông góc với sàn. Lực nó sẽ khỏe. Chúng ta sẽ nén thở gồng bụng. Rồi nghiêng sang bên phải. Chúng ta sẽ cảm thấy cái phần eo nó hơi bị chật chẹt lại chút. Sau đó nâng lên thở ra. Thú vị nhất này là đó là hít vào, gồng cơ bụng, gồng cứng nhá. Sau đó nghiêng tiếp sang bên trái. Toàn bộ phần thân bên phải của mình này tạo thành đường thẳng. Tạo thành đường thẳng. Nó sẽ siết toàn bộ phần eo bên phải chúng ta lại, sờ rất là cứng luôn. Sau đó nâng lên thở ra. Cái sự nhầm lẫn trong động tác nghiêng bên trái này là như này này. Là chúng ta thành cuốn cong như này. Không muốn cong nhá. Mà chúng ta giữ toàn bộ phần eo này thẳng này, toàn bộ phần thân thẳng ạ. Rồi đó nâng lên, rồi mới kích hoạt phần hai bên eo của chúng ta. Là chuẩn bị. Hít vào, hai tay vươn, đẩy ngược lên nào, trùng với trái xuống. Nén thở nghiêng bên phải, nào, xoay đầu sang bên trái, trùng với trái xuống. Đứng lên, thở ra. Giữ nguyên, hít vào. Hít vào. Gồng cứng cơ bụng. Nghiêng bên trái. Nào, thả người ra, thả người ra. Rồi nó rung 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 lên đấy. Đứng lên, thở. Nào, tiếp tục. Hít vào. Nén thở. Nghiêng bên phải. Nào, xoay đầu sang bên trái. Nâng lên, thở ra, giữ nguyên, hít vào, hít vào, gồng cơ bụng nghiêng bên trái, nghiêng bên trái,
nâng lên, thở, tiếp tục nào, hít vào, nén thở, nhìn bên phải, nâng lên, thở ra, hít vào, thở hít đầy, nén thở nghiêng bên trái, nâng lên, thở ra, thôi hạ tay xuống, hít thật sâu vài hơi đã. Động tác đơn giản nhưng mà khá tốn gạo một chút. Chúng ta đổi chân nhá. Đổi chân. Chụp với chân phải xuống. Hít vào, hai tay vươn lên. Đẩy ngược lên. Đang nghiêng, nén thở. Nghiêng bên trái. Nào nghiêng bên trái mà. Bên chân đang duỗi. Đúng rồi. Nâng lên thở. Kiểm soát nhé, người chúng ta vẫn hướng thẳng về phía trước. Hít vào đầy hơi. Gồng bụng nén thở. Nghiêng bên phải. Nghiêng bên chân đang trùng đấy. Nào giữ nguyên. Nâng lên thở. Cái cảm giác cái phần eo bên trái nó phải siết cứng lại. Thở hít vào, vươn tay về sau đã, nén thở nghiêng bên trái, nào xoay đầu nhìn lên trên, nâng lên thở ra, chọn rồi đấy, hít vào, nén thở gồng bụng nghiêng bên phải, nào thẳng tay đã, không cong người đâu, thẳng tay, nâng lên thở. Nhưng từ từ thôi thì mình mới giữ người thẳng được. Hít vào, nén thở nghiêng trái, nâng lên thở, tiếp tục này, hít vào, gồng cơ bụng, nén thở nghiêng bên phải, nâng lên thở. Thôi hạ xuống. Động tác đơn giản. Lát này chú ý chút khi chúng ta nghiêng ấy, toàn bộ phần thân mình vẫn giữ thẳng. Chỉ do phần cơ eo của mình nó chưa khỏe nên người chúng ta nó hay bị rơi xuống, nó thành sự cong như này. Đấy, người còn bình thường là người sẽ giữ thẳng. Rồi cả lớp chúng ta bước về đầu thảm nhá. Nào lại bước về đầu thảm với hai chân chụm sát lại. Nào tiếp tục luôn. Hít vào, tay ra ngang vươn lên. Nào hai tay ra ngang vươn lên. Thở ra vươn dài người về trước. Gập người xuống. Hai tay giữ cổ chân. Giữ nguyên động tác. Hít thở trầm. Hít thở trầm. Chỉ giữ chân thẳng. Toàn bộ phần chân giữ thẳng. Tạo cho mình thói quen luôn là duỗi dài cột sống lưng. Ở Phương Hà thì Phương Hà thì rút cao tay lên gần đầu gối một chút. Đấy. Sau đó đẩy ngược lên. Tại vì phần lưng đang bị tương đối cứng thì mình rút cao tay lên. Rồi từ từ buông tay ra khỏi chân nào. Cứ thế tâm ván. Hít vào chống tay xuống thảm. Bước lùi hai chân về sau. Cứ thế tâm ván. Giữ nguyên tâm ván. Thở ra. Giữ nguyên tâm ván nhé. Hít thở mạnh nào. Hít thở mạnh, gồng chắc bàn tay lên thảm,
cao vai, siết cơ bụng lại. Và tập trung cơ bụng đi, tập trung cơ bụng, siết cứng cơ bụng, siết mạnh vào, siết mạnh. Nào, cố gắng một chút nữa nào. Cô cầm tú bị võng lưng rồi, đẩy phần thắt lưng lên chút, đẩy đẩy cao lên, nghĩa là đẩy mông lên rồi. Thôi hạ gối xuống, hít thở sâu hơi, hít thở sâu hơi. Hãy nhìn phần thắt lưng này, thường là giữ tấm ván là chúng ta hay bị như này, đấy, như này kiểu như này. Đấy, hạ thấp xuống phần mông xuống, toàn bộ phần lưng mình như thằng, chứ không phải vành lên như này nhé. Đây, như này là vào hết lưng này, cứ kệ mông cong đẩy hết lên cong. Rồi, hạ xuống. Tư thế tiếp theo tương tự thôi, tư thế trụ tử chi là chúng ta hạ hai kiểu tay xuống, à hạ cẳng tay xuống, chuẩn bị nhá. À, hít thở mạnh, hít sâu một hơi, là duỗi chân ra, gồng cơ bụng và giữ, thật là giữ, gồng chắc cánh tay lại, ghi bàn tay anh thầm, nào ghi bàn tay anh thầm, hít thở mạnh nào, hít thở mạnh, hít thở mạnh, nào cố gắng lên, cố gắng lên, nhớ lại phải rung 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 lên đấy, chị cầm tú chỉnh chỉnh lưng đi, cái phần mông nó bị cong lên này. Đấy, hạ thấp xuống, cuộn cuộn cột sống ấy. Phương Hà cố lên, hạ gối xuống. Thôi chị Ngọc Hoàn thì cứ giữ nguyên. Thôi hạ xuống, hạ xuống. Chị Thanh Nguyễn về sau xoay ngang, chị đang xoay dọc. Nằm xuống đi ạ. Hít thở sâu vài hơi. Rồi nằm hẳn xuống. Rút thẳng mũi chân, chụp sát hai chân, hai tay đan lại sau lưng. Chúng ta nghiêng nghiêng người sang hai bên để xoay khớp vai, để xa tay ra xa khỏi lưng. Mà chuẩn bị nhé, chúng ta lại hơi tốn calo một chút, cái đấy châu chấu. Chuẩn bị, hít sâu một hơi, duỗi chân, nâng tay, nâng ngực, nâng chân lên, thật là dương viên, là nâng cả chân lên, để cao tay lên, để cao tay lên, gồng cơ lưng lại, là duỗi cao mũi chân. Để cao lên chị Thu. Cố lên, cố lên. Chụm sát hai chân lại đông đông, chạm chân vào nhau, căng mũi chân. Nào cố gắng nào, đẩy cao. Rồi hạ xuống, buông tay. Hít thở sâu hơi, hai tay khoanh lại đặt dưới trán, ngón tay chạm vào khuỷu tay của nhau, cẳng tay chạm vào trán, nào giữ thẳng mũi chân, vẫn là tư thế châu chấu nhé, cố gắng nhé, nào chụp sát hai chân nào, ngón chân chạm nhau, chuẩn bị, hít sâu một hơi, nén thở. Nâng lên cả tay cả chân, thật là giữ nguyên. Nào gồng cơ lưng này, căng mũi chân ra, tay chạm vào chán, tay chạm vào chán mà. Nào cao chân lên, chụp sát chân, chụp sát chân, đẩy ngược lên, đẩy ngược lên, và hạ xuống.
Hít thở sâu. Rồi chúng ta tiếp tục. Kéo sâu bàn tay xuống, vẫn tư thế đơn giản. Ngón tay cao ngang với vai, đôi tay khép áp sát vào thân. Giữ nguyên, hít sâu một hơi, gồng cơ lưng, nén thở, đẩy lên tư thế con rắn, đẩy ngược lên phần vai và mang tay cách xa nhau ra. Cơ đầu lại, dừng bàn chân, siết cứng cơ bụng, rồi đẩy cao mông lên, thở ra tư thế chó dưới mình, hay còn gọi là chữ V ngược. Giữ nguyên động tác, hít thở chậm. Nào, hai bàn chân song song với nhau. Nếu chân của ai dẻo hơn thì chúng ta ghì gót chân xuống thảm. Và tất cả tập trung vào phần lưng, đẩy cao lưng, kéo giãn cột sống. Rồi, hai gối xuống thảm. Chúng ta co chân về phía trước. Co chân này. Nào, ngồi xuống. Co hai chân này. Tư thế con thuyền ấy. Nào, hai tay đỡ dưới đuôi. Co hai chân lại. Co gối gần lại. Chuẩn bị nào. Hít sâu một hơi, gồng cơ bụng, nào gồng cứng cơ bụng lại nè, rồi nâng hai gót chân lên, buông tay ra, ra giữ cho cái gót chân của mình cao hơn đầu gối thì cao bằng vai, và giữ. Tất nhiên nếu mà lớp mình ai muốn tập lưng cao hơn thì chúng ta duỗi thẳng chân ra như thế này. Nhớ là chân chéo hẳn lên trần nhé, chứ không rơi xuống này nữa. À, gồng bụng. Đẩy ngược lên nào. Cố gắng giữ chục giây. Hạ xuống. Chỉ đâu phải duỗi nhiều vậy cho khỏe chân. Thế mình không mấy chị thu. Dù buôn mê thuật hải dương đó. Tư thế cái bàn nào, cẳng chân và đùi tạo nhau góc vuông ở dưới gối. Chúng ta co chân ấy, tạo lại góc vuông ở dưới gối. Hai tay chống về sau, cách lưng một gang tay, ngón tay xoay về phía trước, là các ngón tay tách đều ra. Chuẩn bị, hít đầy một hơi, đẩy lồng ngực lên, gồng cơ bụng, gồng bàn tay, nâng mông lên, giữ thân song song với sàn, ra giữ nguyên, đẩy cao lên, tập trung gồng cơ bụng nhé, tập trung gồng cơ bụng, đẩy ngừng lên nào, đẩy cao, siết cơ bụng lại, nghĩ đến cơ bụng, siết nó lên ạ. Chị Thanh Nguyễn, tập lại hai lần nữa. Mà hết giờ rồi. Thôi hạ xuống. Lòng tay nào, lắc tay cái. Các động tác liên quan cơ bụng ấy thì mọi người phải nghĩ nó, sau siết lại liên tục. Nếu mà không siết cơ bụng thì nó dồn cái trọng lượng vào các vị trí khác, tập rất là khó chịu. Tiếp theo động tác dễ hơn nhá. Nào, rút thẳng hai chân, cứ thẳng mũi chân, hai tay vẫn cánh chống cách lưng một ngang tay, còn tay hướng về phía trước, vẫn là tư thế cái bàn thôi, một số lời gọi là tấm ván ngược ấy. Chuẩn bị, hít thở mạnh nào, hít sâu một hơi, để căng lồng ngực lên,
gồng cứng các ngón tay lại, gồng bụng, nâng mông lên, thật là giữ. Để cao. Để cao lên. Cố chạm lòng mặt chân thảm nào. Để ngược lên. Cố lên. Nhà mày giữ lâu nhất à? Thôi, thả xuống. Hít thở sâu đã. Chắc là Ngọc Anh cho tập các bài mông nhiều. Như là mông căng lên. Như là động tác này nặng, không nâng lên đâu. Chúng ta giữ thẳng hai chân. Giữ thẳng mũi chân nhé. Cái tay càng duỗi. Hít vào, hai tay ra ngang vươn lên. Vươn cao đó, nghiêng người sang hai bên để kéo giãn cột sống. Thở ra mới vươn về trước. Chạm hai tay xuống thẳm. Đẩy ngược lên. Nhắm hàn mắt lại. Hít thở chậm lại. Thả lỏng hai vai. Thả lỏng cổ. Thả lỏng trán. Và mỗi lần thở, chúng ta lên hai tay ra xa. Cái mục tiêu của chúng ta trong tư thế này là cổ tay của mình nó vươn ngang với cả mũi chân. Đấy là mục tiêu. Để mình đo lường nhé, là cái biên độ dẻo cơ bản của cơ thể là cổ tay là phải với ngang với cả ngón chân đang duỗi. Nếu không tới thì mỗi ngày chúng ta đo xem nó giãn ra được bao nhiêu. Cô chị Hừa Hoàng Hương Hà Nội thì 10 phân hơn 10 cm nữa. Hiếu Vân thì gần tới, Thùy Linh thì vượt rồi. Phương Hà thì phải tập nhiều lên phần chân và lưng. Hơi từ từ buông tay. Ra cuộn tròn người, nằm lưng à. Hai tay ôm gối cuộn tròn người. Mặt xuống, gót chân gần mông nào, với tư thế cái cầu, hai tay chạm gót chân, chuẩn bị nào, hít sâu một hơi, nâng cao mông lên, thật là giữ, hai bàn chân song song, mũi chân hơi xoay vào trong một chút. Nếu mà gối của mình không cảm thấy căng thì sẽ hơi ép gối vào trong. Nếu mà giữ động tác này trong vòng khoảng 30 giây mà mình cảm thấy cái đùi của mình rất là mỏi ấy, thì phải tăng cường nhiều hơn phần nhóm cái đùi nhé. Trung bình giữ khoảng 1 phút ấy. Đẩy cao, ta giữ nguyên, hoặc nếu ai làm được bánh xe thì hai tay chống ngược lại về sau và hít sâu một hơi đẩy nhanh lên, không bắt buộc nhé. Nếu ai làm được bánh xe thì đông đông đẩy nhanh thế mà chỉ cầm tú dồn lực về tay một chút, hoặc là cái tay lúc nãy để xa
lúc đẩy lên nó bị đuối lưng. Ai mệt cứ hạ xuống. Ở Phương Hà dồn lực về tay đi, không là sẽ bị đau phần lưng. Ngọc Hoàng này căng cối lòng này. Hạ xuống. Hai tay đan ôm lấy gối. Hít thở chậm. Cũng có thể đung đưa nhẹ người sang hai bên. Đung đưa sang hai bên. Hai gối chúng ta vẫn co nhé, là nằm nghiêng hẳn người sang bên trái, cái gối vẫn gần áp sát ngực, co cao gối lên, rồi xoay đầu ngược lại sang bên phải, tay phải ra ngang, tay trái có thể đặt lên đầu gối, thả lỏng chân và thắt lưng, cứ để cái bàn chân phải chúng ta vượt qua bàn chân trái và chạm xuống thảm. Hít thở chậm. Rồi từ từ nâng lên. Chúng ta đổi bên, nào co gần gối lại, sau đó nằm nghiêng sang bên phải. Tay phải đặt lên đùi, đầu xoay ngược lại sang bên trái. Lòng chân, lòng thắt lưng, thả lòng cả hai vai. Thứ nằm ngửa lại, chúng ta nằm ngửa lại, duỗi thẳng hai chân, là duỗi thẳng mũi chân nhé, dùng sát hai chân lại, hãy hít sâu một hơi, hai tay đan lại, thở ra vươn căng tay về sau, là đẩy căng mũi chân. Và từ từ buông tay. Tay xuống. Và co gối chân trái. Nằm nghiêng người sang bên phải. Bên phải chống dưới đầu. Cái này dễ và giữ thêm nửa tiếng. Rồi xin mời cả lớp chúng ta ngồi dậy, ngồi dậy thôi nào, ngồi dậy nào. Rồi cả lớp chúng ta tập trung ạ.
Lâm nghỉ ạ? À?